Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ấn like video ủng hộ mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới có tên là Grab Run các bạn ơi. Cái trò này cực là hay luôn. Trò này thì chúng ta sẽ hóa thân thành một chiến binh siêu anh hùng Minecraft các bạn ạ. Đó, đây là thanh niên người sắt này, các bạn nhìn người sắt Minecraft có đẹp không? Đây là người rơi này, đây là đội trưởng Mỹ này, Captain này, đây chính là người nhện các bạn ơi. Các bạn thấy thế nào? Các chiến binh của Nhân sở hữu có mạnh không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi nha. Let's go. Đầu tiên chúng ta xem hóa thân thành anh chàng người sắt các bạn ơi. Chúng ta đã nhặt được cái mũ này. Trên đường đi bây giờ nó có rất nhiều cạm bẫy luôn. Chúng ta sẽ nhặt kim cương nha, tí nữa để mua vũ khí luôn các bạn ơi. Cực kỳ chất luôn, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, chúng ta đã lắp ghép thành công được bộ áo giáp. Wow, chúng ta còn nhặt được một cái thanh gươm nữa này. Ui, chúng ta đấu với lại một đàn quái vật này, cả skeleton luôn các bạn ơi. Ui, skeleton này, ta có cây gậy phép thuật cực kỳ mạnh luôn rồi. Skeleton ơi, chết đi. Ui, con này nữa, xong. Chiến thắng rồi các bạn ơi, quá dễ dàng đối với Nhân BB. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Tiếp tục chiến đấu tiếp này. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nhưng mà lại nâng cấp lên rồi. Đi thôi, được rồi, đi thôi. Wow, đây là một thanh gươm bằng gỗ các bạn ạ. Đó, mình đang sở hữu một thanh gươm bằng gỗ nha. Thanh gươm bằng gỗ chắc là không mạnh bằng cây gậy phép thuật các bạn ơi. Được rồi, có kim cương rồi. Khi chúng ta nhặt kim cương, chúng ta có thể mua được chắc vũ khí siêu mạnh một tí nữa mình mua cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ phải chiến đấu với một đội quân zombie. Đội quân zombie này. Ơi, chết đi. Sức mạnh của Nhân BB. Ây, xong. Easy game lại chiến thắng. Yeah. Tuổi gì ăn Nhân BB đúng không các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang trang phục Batman các bạn nha. Trước khi chơi Batman mình sẽ mua một loại vũ khí mới. Đây, các bạn muốn mình mua loại nào? Mua loại gậy phép thuật này, mua loại cung tên này các bạn nha. 1, 2, 3. Wow, mình đã sở hữu được một chiếc cung mới siêu VIP các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ sử dụng cái thanh cung này xem nào các bạn ơi. Let's go. Đi thôi, trang phục Batman các bạn nha. Đó, rồi. Đây, cung thần đây rồi. Mình đã sở hữu được chiếc cung rồi. Rồi, ngon. Cái cung này sẽ tiêu diệt bọn zombie rất là nhanh luôn các bạn ạ. Ui, cẩn thận. Ok, lắp ghép hoàn chỉnh xong trang phục Batman siêu cấp. Ui, một quái vật bom này. Quái vật bom các bạn ơi. Hey, tấn công đi. Ui, các bạn chờ. Hey, cung bắn được bao nhiêu cái tên chưa? Boom, ui, nó nè mình này. Ui, nổ hết rồi. À, còn một con. Ui, còn mấy con nữa rồi. Ui, bọn này nó nổ ấy. Rồi, xong. Rồi xong, mưa tên luôn các bạn ơi. Mưa tên luôn, các bạn có nhìn thấy không? Yeah, chiến thắng. Yeah. Tuổi gì các bạn ơi, tuổi gì ăn Nhân BB. Các bạn ấn like hết ủng hộ mình nha. Đó, tiếp tục chiến tiếp trang phục Batman thêm một lần nữa các bạn ơi. Ui, bẫy đây, có bẫy đây, có bẫy nguy hiểm lắm đây. Cạm bẫy nguy hiểm lắm nhưng mà mình vẫn có thể vượt qua. Ui, cái áo, ui, cái áo sát này. Trời ơi, đây là một con quái vật khổng lồ các bạn ơi. Mình sẽ phải đấu với nó các bạn ạ. Ui, nó khỏe thế nhỉ. Ui, nó quýnh mình này các bạn ơi. Hây, boom. Hây, boom. Ui, con này nó như kiểu là một con ruồi các bạn ơi. Ui, nó có thấy gươm mạnh đấy nhỉ. Ui, nó tấn công mình. Con muỗi, nó là con muỗi các bạn ạ. Ui, tấn công con muỗi này, con muỗi ngu ngốc này. Ui, tuổi gì ăn Nhân BB. Yeah, chiến thắng rồi. Quá easy game luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ chơi một cái trang phục khác, trang phục đội trưởng Mỹ các bạn ơi. Hey, trang phục đội trưởng Mỹ này chắc là cũng mạnh lắm đây. Ui, mình sẽ sử dụng cây gậy phép thuật các bạn nha. Đó, cây gậy phép thuật này cũng mạnh lắm các bạn ạ. Được rồi, ui cái bẫy kìa, cái bẫy đây. Đi vào cái bẫy đấy là toang đấy các bạn ơi. Rồi, xong rồi. Còn một cái đầu nữa thì mình sẽ kết hợp được. Ui, xong. Xong rồi, các mi tuổi gì? Ta đã kết hợp được trang phục đội trưởng Mỹ rồi đây. Boom, ui các bạn thấy chưa? Cái gậy pháp thuật bắn ra sức mạnh lửa đúng không các bạn ơi? Ơi, skeleton mạnh. Gọi con quái vật khổng lồ ở đây. Đó! Ui, tiêu diệt nó đi. Còn một con nữa sao? Chiến thắng rồi. Yeah. Yeah. Easy game quá. Tiếp tục chiến đấu tiếp nào các bạn ơi. Ồ, bây giờ mình đã có rất nhiều tiền các bạn ơi. Mình nghĩ mình lên mở thêm trang phục nữa hay không nhỉ? Được rồi, từ từ á. Chơi, tiếp tục chơi đội trưởng Mỹ thêm một ván nữa nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ mua trang phục nữa. Xong đó rồi chúng ta sẽ mua trang phục người nhện. Ui, chắc các bạn ơi,
Ui ui kìa kìa. Ui bây giờ trên đường đi của mình có cả con quái vật các bạn ạ. Nó tính ăn thịt mình sao ấy. Ai chà, chết rồi, mình đang mặc nhầm trang phục các bạn ơi. Đâm ra mình đang hơi bị yếu. Ui. Rồi, chưa đủ trang phục. Trời ơi. Cái con zombie này trên đường nó mạnh quá các bạn ơi. Được rồi. Mi làm ta hơi cay nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy lại cái trang phục đội trưởng Mỹ. Lúc nay mình lấy không được các bạn ơi, nó không chuẩn lắm. Bây giờ mình sẽ né hết bọn zombie trên đường đi. Mình sẽ cố gắng tạo được một cái trang phục sớm nhất có thể các bạn ạ. Đó, ui, may quá không sao. Ui, zombie, cút ra. Zombie này, ui, được rồi. À, sau khi mình sở hữu được cái trang phục này thì mình hút con zombie bay luôn các bạn ơi. Ui, nó tấn công mình này. Skeleton đông quá. Ui, xem sức mạnh quả đội trưởng Mỹ đây, nhanh chưa. Bắn được bao nhiêu mũi tên được các bạn ơi. Boom, what, trời ơi, boom. Ui, kìa, chết rồi các bạn ơi. Chết rồi, mình bị yếu rồi, yếu máu rồi. Ui, cái cung này mình bắn không quen các bạn ạ. Chết rồi, mình sắp chết rồi. Ui, mình đang phải né bọn nó đây. Ui, di chuyển. Chết đi mà, của zombie này. Ui, yếu máu. Không ổn rồi. Mình đã bị thất bại rồi các bạn ạ. Hè, luôn mình cay cái trang phục rồi. Được rồi, mình sẽ chuyển sang trang phục người nhện các bạn nha. Được rồi, lần này thì mình sẽ sở hữu người nhện cho các bạn xem. Lấy cái gậy pháp thuật này cho dễ chơi các bạn ơi. Lần đầu tiên mình sở hữu trang phục người nhện đấy các bạn ạ. Rồi, bình tĩnh. Mình đang có cái gậy pháp thuật đấy rất là mạnh đấy các bạn ơi, nên mình sẽ không đổi cái gậy ra. Ui, cái này. Ôi, được rồi, xong các bạn ơi. Bây giờ mình đã sở hữu được rồi. Lên, let's go, chiến đấu. Chiến đấu với con zombie này. Wow. Ui, bọn cháu mình sang chơi các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ mở cửa cháu mình vào đó. Ok các bạn ơi, bọn nó đã vào được tới đây rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chiến đấu tiếp nha. Skeleton này. Tuổi gì ăn nhân BB? Tuổi gì? Ui, mình bị tiêu diệt bọn nó nhanh thôi. Bây giờ càng ngày bọn nó càng mạnh thôi đấy. Boom. Cây gậy phép thuật cho mỗi con zombie này tiêu đời luôn. Chào, chiến thắng luôn. Ok. Rồi, let's go. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ mở thêm một cái nhân vật mới các bạn nha. Hay là mua để mình. Ui, có cả Naruto này. What, Naruto các bạn ơi. Mở luôn trang phục Naruto này đi. Oh my god, chiến luôn các bạn ơi. Sở hữu Naruto. Wow. Naruto chắc chắn là sẽ VIP luôn các bạn ơi. Cây gậy sức mạnh này. Đây. Cái quần áo Naruto rồi các bạn ơi. Rồi xong. Mình đã sở hữu thành công trang phục Naruto siêu cấp VIP rồi các bạn ơi. Xem sức mạnh của Naruto đây. Boom. Wow. Trời. Ui mạnh chưa các bạn ơi. Tiêu diệt hết bọn zombie này luôn á. Ui ôi. Skeleton này. Tuổi gì này. Tuổi. Ui. Chạy đâu. Tuổi gì. Ui còn một con đến thôi các bạn này. Khó tiêu diệt được quá. Xong. Yeah. Chiến thắng rồi. Quá tuyệt vời. Quá đỉnh luôn các bạn ạ. Rồi. Tiếp tục các bạn nha. Tiếp tục túc tiệp. Bây giờ mình sẽ mua một cái trang bị mới các bạn ơi. Gậy phù thủy này đi. Mình thấy gậy phù thủy nó rất là mạnh đó các bạn ơi. Boom. Wow. Một cây gậy phù thủy mới này. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cây gậy phù thủy này nha các bạn nha. Chọn trang phục ở đây, chọn trang phục người nhện đi. Vượt qua chướng ngại vật các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Nhầm các bạn ơi, mình lấy nhầm cái trang phục rồi. Trời ơi. Rồi, không sao. Ui, không biết, vẫn kịp thời các bạn ơi. Vẫn kịp thời sở hữu được bộ trang phục người nhện các bạn nha. Rồi, trời ơi, mấy con skeleton này tuổi gì đâu với nhân BB các bạn ơi. Chết đi. Mọi người ấn like ủng hộ mình nha. Chết. Chết, trời, nó đông quá. Ôi, bạn chơi cái gậy sức mạnh phù thủy này có mạnh không? Rồi, xong. Tấn công. Ui, rồi, ok các bạn nha. Chiến thắng các bạn ơi. Người nhện lại giành được chiến thắng rồi. Chiến thêm một ván nữa nha các bạn nha. Đó, bây giờ này sử dụng trang phục nào đây các bạn ơi. Hay mở thêm một trang phục, tìm trang phục VIP nha. Ui, trang phục gì đây? Ui, trang phục người giấy các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ chơi trang phục người giấy các bạn ạ. Let's go.
Wow, trang phục người giấy này chúng ta sẽ sở hữu mặc cái bộ áo giáp này các bạn ơi. Ui, không biết trang phục người giấy này có chiến thắng hay không các bạn ạ. Mình thấy no quá. Đây, cây gậy phép thuật mới đây rồi. Đấy, trang phục người giấy cực mạnh luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình sợ là mình không sở hữu hết được cái bộ trang phục người giấy này mất các bạn ơi. Ui, 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 ui. Khó quá. Đây là cái áo giáp của nó các bạn ơi. Đây, đủ trang phục chưa? Chưa đủ trang phục các bạn ơi. Ui, mình phải đấu với một con quái vật này. Ui, không sao các bạn an tâm. Mình đã sở hữu cây gậy phép thuật mạnh nhất thế giới rồi. Ui, con quái vật này nó to quá các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn chưa? Ui, nó gầm một phát là mình chết luôn đấy. Ui, nó cầm cái gươm to chưa các bạn ơi? Được rồi, mình sẽ tấn công với nó. Solo luôn. Tuổi gì ăn nhân BB luôn. Thắng rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã giành chiến thắng. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video của nhân BB các bạn ơi. Hãy ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, giúp mình có động lực làm nhiều hay video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của nhân BB nha. Ok.